mọi người kiên nhẫn đi, phong cách chủ tịch ta phải chậm chậm vậy đó. Mọi người đừng vội vàng, trận đấu nó sẽ vừa diễn ra thôi. Game đầu tiên Triệu Quang Hiếu cầm giao bóng mọi người nha. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Xin chào sếp Văn Công Thanh nha và các khán giả nha. Hay quá, hay quá. Lý Hoàng Nam có bóng. Quá hay cho Lý Hoàng Nam đủ quý vị. Những tràng pháo tay đã dành cho Lý Hoàng Nam đủ quý vị. 0-15. Càng quá mọi người ạ. Giao bóng rất nặng của Triệu Hoàng Hiếu và trả giao bóng quá vật từ phía Lý Hoàng Nam. Đó là một cú giao bóng Khmer đủ quý vị. 15 đều. Trận này là Bình Luân Viên cháy hết mình luôn nha mọi người. Dứt điểm rất chính xác của Triệu Hoàng Hiếu rồi, hai cú smart đã được tung ra. Dường như anh Bon thành công, anh rất là quen thuộc với lối chơi của Triệu Hoàng Hiếu và anh lớp ngay luôn mọi người ạ. À. Triệu Hoàng Hiếu liên tục tung ra những cú smart cực năng luôn. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo. Xin chào bà bầu Mai Bùi nha và các khán giả nha. Ba mươi mười lăm. Sang bộ lề rất hay, được cái lưới rất bén của Trúc Anh. 40-15 đâu quý vị. Trúc Anh đã xuất hiện rất đúng nơi đúng chỗ. Trúc Anh đang thi đấu trong màu áo của Siêu Mì Cần Thơ. Siêu Mì là một câu lạc bộ tại Ô Môn Cần Thơ mọi người nha. Siêu Mì đã ủng hộ cho giải Bình Luận Viên Duy Tóc Dài vào tháng vừa rồi, vào tuần vừa rồi. Rất là nhiệt luôn. Quá hay ở Trúc Anh đủ quý vị. Một pha drop shot đầy kinh nghiệm, nhẹ nhàng thôi, nhẹ mà đau. Và tỷ số đã được nâng lên 1-0. Và game tiếp theo thì chắc chắn là Lý Hoàng Nam sẽ là người cầm giao bóng rồi. Cú đánh thẳng vô lề nhưng mà Trúc Anh xử lý bóng rất là nhẹ nhàng. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Anh Lê Hải Vương, mỗi lần mà anh cứ lên anh xem livestream là anh cứ là mạng giật lát thôi. Anh hãy xem lại đường truyền của em đi, của anh đi. Bình Luân Viên vẫn mở điện thoại và coi livestream đây mọi người anh ơi. Đường truyền vẫn ok, mạng không hề giật lát, anh hãy xem lại đường truyền của mình. Lần nào em để ý rồi anh lên anh xem livestream của em, anh cũng là mạng giật lát hết 10 lần là hết 10 luôn chứ không có chính. Ok, trận đấu lại được tiếp tục. Game tiếp theo, tay vợt số 1 Việt Nam chúng ta, số 1 Đông Nam Á chúng ta, niềm tự hào của tennis Việt Nam, Lý Hoàng Nam sẽ là người cầm giao bóng. Bình Luân Viên vẫn mở điện thoại để theo dõi livestream nha mọi người. Nên mà mọi người hãy nếu mà thấy bị giật lát hãy xem lại đường truyền của mình một chút xíu. Bùng trái không chứ không, bóng tốt. Một pha bùng trái rất đẹp của Trúc Anh đối với backhand chuyển khoản của bạn già tôi. Một cú bùng trái không chê vào đâu được. Một cú return backhand winner. 0-15. Giờ bóng qua nàng từ phía Lý Hoàng Nam rồi. Giờ bóng qua nàng của Lý Hoàng Nam đó gần như là một cú ace. Trúc Anh chỉ khẽ vương được tới bóng thôi. 30-15 game cầm giao bóng của Lý Hoàng Nam thì cực kỳ khó bẻ rồi. Xin chào 500 triệu con tim đang theo dõi trận đấu này. Giao bóng rất hay của Triệu Quang Hiếu, Trúc Anh đã lên lưới rất nhanh. Không được rồi, pha tấn công ngay cái lưới của Trúc Anh, tuy nhiên thì bóng rút lưới rồi. 30 đều. Hai bên đôi công với nhau khá là dữ dội mọi người nha. Bên kia sử dụng những pha hãm bóng để tránh những pha đôi công với Lý Hoàng Nam và tìm cách lên lưới. Đói. Một bóng lỗi, suýt nữa thì là một cú ace thưa quý vị. Trận đấu này nó sẽ phụ thuộc vào cái game cầm giao bóng của Trúc Anh và anh Triệu Quang Hiếu. Tại vì Trúc Anh giao bóng tương đối nhẹ mọi người ạ. Hay quá, bắt bộ lề rất hay từ bên Bôn thành công đối với quý vị. Và tỷ số bây giờ là 40-30 cho Hoàng Nam và anh Bôn thành công. Xin chào Phạm Nghị nha, xin chào anh Lê Hải Vương nha và các khán giả nha. Anh Lê Hải Vương anh cười kìa mọi người ạ. À.
dọc dây không, trọng tài xác định bóng ngoài rồi đối với một cú đánh dọc dây rất hiểm hóc của Triệu Hoàng Hiếu, tuy nhiên thì bóng đi không chính xác mất rồi. Vậy là tỷ số đã được cân bằng một đều và game tiếp theo thì Trúc Anh sẽ là người cầm giữ bóng. Trúc Anh thì sở trường đánh lưới và giao bóng thì không rác lắm. Lý Hoàng Nam có thể tận dụng cơ hội. Ở vô luôn. Tiếp tục. Rồi. Lâm Khôn. Rồi. 15-0 cho Triệu Hoàng Hiếu và Trúc Anh. Thế trận đang rất là căng thẳng và khán giả đã tập trung rất là đông trên sân trung tâm để theo dõi trận đấu này. Hay quá, hay quá mọi người ạ. 15 đều. Tỷ số được sang bằng 15 đều. Một pha cài bóng không đủ thấp của Trúc Anh và Lý Hoàng Nam đã tung ra một cú backhand dọc dây rất là đẹp. 15 đều, rất là căng thẳng mọi người nha. Buồn bóng chính xác. 30-15. Chắc chắn là Lý Hoàng Nam sẽ không để anh Bôn ở dưới phòng. Anh sẽ đưa anh Bôn lên lưới ngay từ quả giao bóng đầu tiên của Trúc Anh. Bởi vì Trúc Anh giao bóng không rác lắm. Hay quá vậy. Hay quá, cái lưới Trúc Anh hay quá mọi người à. 40-15. Vậy là tỷ số đã được nâng lên 2-1. Bây giờ thì tới cái game rất là căng thẳng mọi người ạ. Cái game rất là căng thẳng. Cái game mà anh Bôn thành công sẽ là người cầm giao bóng mọi người nha. Như Bình Nguyên đã nói rồi, anh Bôn thành công là kèo yếu nhất trong 4 vận động viên, nên chắc chắn là khi anh cầm giao bóng thì bên kia sẽ tận dụng cơ hội để bẻ break, không biết là họ có làm được hay không. Chúng ta hãy chờ xem diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Dạ, đâu. Trận đấu lại được tiếp tục. Trận đấu này được tiếp tục, tỷ số bây giờ là 1-2 mọi người nha. Anh Bôn thành công sẽ là người cầm giao bóng. 1-2. Không biết là Triệu Hoàng Hiếu và Trúc Anh có tận dụng cơ hội để bẻ break được hay không. Chúng ta hãy chờ xem diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Trúc Anh với Triệu Hoàng Hiếu vẫn đứng kèo nghịch nha mọi người. Triệu Hoàng Hiếu đứng U2 chứ anh không đứng U1, giống như cặp đôi rắn hai đầu bình thường. Xin chào Ninh Lê nhé và các khán giả đang theo dõi livestream nhé. Hơn 500 khán giả đang theo dõi trận đấu này. Ây da, trả giao bóng không tốt từ phía Trúc Anh rồi. Khi Lý Hoàng Nam đứng lưới thì áp lực cũng không hề nhẹ một chút xíu nào.
quá hay và quá khéo léo từ phía Trúc Anh thưa quý vị. Không thể tin được. Một pha đôi công rất hay của bốn vận động viên. Và phần thắng nghiêng về cái lưới khéo léo từ phía Trúc Anh. Nói về rơ cài cắm thì nếu mà đã rơi vào những tình huống nhét bóng thì chắc chắn là Trúc Anh sẽ chiếm phần thắng nhiều hơn so với một thành công. 15 đều mọi người nha, các vận động viên hiểu rất rõ lối chơi của nhau. Trận đấu đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Một bên thì rất là muốn vẽ break, một bên thì rất là muốn lấy break quá dễ dàng. Lẽ ra phải làm pha lớp bóng của Trúc Anh thì nó sẽ hay hơn mọi người ạ. Tại vì anh bon thành công giao bóng cũng tương đối nhẹ, có thể sử dụng cú lớp qua đầu Lý Hoàng Nam. Mình nguyên nghĩ là như vậy. Vẫn chưa có gì khó khăn cho cả hai bên, thế trận đang khá là cân bằng. Buồn bóng chính xác của Lý Hoàng Nam, hai đều mọi người nha. Trận đấu lai quay trở về và xuất phát thì Lý Hoàng Nam đứng lưới thì áp lực rất là lớn đối với Trúc Anh. Và quyết định đánh ra của Trúc Anh, tuy nhiên thì Trúc Anh đang lấy lại sự bình tĩnh mọi người ạ. Xin chào hơn 600 triệu con tim đang theo dõi trận đấu này nhé. Hai đều game tiếp theo, Triệu Hoàng Hiếu là người cầm giao bóng game thứ 5 của trận đấu này. Sau 4 game, hai bên vẫn giữ được break và thế trận đường vẫn đang rất là cân bằng. Mọi người đang theo dõi siêu cúp Nha Khoa Bình An tại cụm sân Lan Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Quá dễ dàng cho Trúc Anh rồi quý vị. Một pha xử lý rất nhẹ nhàng đầu lưới, một cú drop shot. 15-0. Không nha Trần Duy Quang ơi, không. Từ từ Hiếu ơi. Âu. 30-0. 30-0 và giờ bóng rất nặng từ phía Triệu Hoàng Hiếu. Lý Hoàng Nam quyết định là đánh bóng ra mang, tuy nhiên thì đánh bóng chéo sân ra mang, tuy nhiên thì bóng nó lại hơi dài và tỷ số đã được nâng lên 30-0 cho Triệu Hoàng Hiếu và Trúc Anh. Trận này đang diễn ra rất là quyết liệt, trời gió hơi nhiều mọi người ạ. Trời gió hơi nhiều. 30-0 và tỷ số đang là 2 đều. Gió nó thổi lá cây bài rất là nhiều. Quá dễ dàng mà mọi người nghe tiếng anh Sang y bí không? Bắt dễ thương quá em. Mắt người ta chạy không nổi mà anh là dễ thương. Quá trời quá đất anh Sang rồi. Idol của bình luận viên. 40-0 cho Triệu Hoàng Hiếu và Trúc Anh. Lại là một pha bắt bóng dễ thương nữa thưa quý vị, Trúc Anh nữa quý vị, bắt bóng lê dễ thương nữa và tỷ số đã được nâng lên 3-2 cho Triệu Hoàng Hiếu và Trúc Anh. Anh Sang anh đứng lưới mà mỗi lần Trúc Anh bắt lưới là anh cứ trời ơi. Xin chào anh Đỗ Thanh Lý nha, nhưng mà sao chào anh Bảo Bình Chánh và các khán giả đang theo dõi livestream nha. Livestream được thực hiện của giải đấu lần này, các nội dung chính được thực hiện bởi Team Nova Media và nội dung phụ thì được thực hiện bởi bên luận viên YouTube Dai. Xin chào anh Trương Nguyễn và các khán giả đang theo dõi trận đấu này. Trận đấu đang diễn ra rất là quyết liệt. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của trận đấu này. 2-3 mọi người nha. Game tiếp theo thì Lý Hoàng Nam, tay vợt số 1 của Việt Nam chúng ta, sẽ là người cầm giao bóng. Bị gián đoạn một chút xíu mọi người, gió rung rinh, gió quá lớn mọi người, gió rung rinh camera luôn mọi người thấy không.
Vỗ quá lớn. Quá wow, tội nghiệp cameraman của chúng tôi quá, anh phải đứng anh ở trên gây ba chân vàng giáo mà anh phải dựng cái dù nữa. Rất là tội nghiệp cho cameraman nha mọi người. Làm livestream không hề dễ chịu một chút xíu nào đâu. Trời nắng thì nó nóng, phải lo cho máy móc nó nóng, nó hư. Còn trời mưa thì nó như vậy đó. Mỗi lần gió mà ngồi trên vàng giáo là quéo chân quéo tay hết trơn, chứ không phải là đùa đâu. Mỗi lần leo lên leo xuống chiều cao 4-5 mét. Mà hôm nay thì camera đặt chắc ít nhất là không phải cỡ 7-8 mét. Rất là cao. Trận đấu bị gián đoạn chút xíu nha mọi người. Gió lại lên camera chính luôn rồi đó. Gió rất là lớn. Ôi hoa vàng, hoa vàng trước ngõ mọi người ạ. Quá trời hoa luôn rồi. Nhớ bữa nay sáng giờ đâu có hát bài nào mưa đâu ta. Sáng giờ Bình Long Nguyên đâu có hát bài nào mưa đâu. Bài rượu của Bình Long Nguyên sáng nay tới giờ Bình Long Nguyên không có hát nha. Ok mọi người cứ trò chuyện với Bình Long Nguyên nha. Gió to quá thì mình ngồi chém gió hả? Ok, mọi người muốn chém cái gì đây? Muốn chém gió gì đây? Vòng mấy rồi Bình Long Nguyên? Đây là vòng 1:16 nha. Xin chào Huỳnh Anh nha. Huỳnh Anh là nam hay nữ vậy ta? Sao avatar là nam mà sao cái tên là nữ? Xin chào anh Hoàng Nam nha. Xin chào Trần Tú và tất cả các khán giả. Ôi ôi, khán giả của tôi đang lên 700-800 người. Bây giờ tụt xuống còn phân nửa rồi. Thẳng xuống bên vô. Runcast với anh Thanh quận 2 như mới đánh 1:16 trong kia, không biết kết quả như thế nào rồi. Đây nếu mà mọi người vào tứ kết mà không thấy Runcast với anh Thanh quận 2 đâu là chắc ra đi rồi đó. Tỷ số bây giờ là 2-3 rồi mọi người nha. Quay trở lại thì Lý Hoàng Nam sẽ là người cầm giáo bóng. Trận đấu tạm bị gián đoạn do trời quá trời gió, gió quá tai. Khán giả nôn quá kêu đánh đại để mưa đó. Sao mà đánh đại được? Đánh cái này có trách nhiệm đối với tất cả nhiều người, đối với tất cả mọi người. Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm đánh vì danh dự của bản thân là cái thứ nhất. Đánh thứ hai là trách nhiệm đối với những người nông dân đang miệt mài trồng lúa trồng khoai ngoài kia nữa, không có đánh đại được đâu. Khi các vận động viên thi đấu thì những cái trận cầu mà nó đỉnh cao và nó gây cấn như thế này, nó có ân oán như thế này thì nó phải, mình phải đánh có trách nhiệm đối với những người nông dân nữa. Những người nông dân chuyên cần trồng lúa trồng khoai trên sân tennis nữa mọi người ạ. Hay đúng không? Ở đây là trên trang YouTube hả? Trên YouTube hay các bạn? Dạ Facebook anh. Có gì nó đè cái mũi không? Mọi người thấy ông anh Vinh IT anh còn ra anh quét sân luôn kìa mọi người ạ. Sợ trận đấu bị đó, anh chủ tịch diễn đàn còn phải ra quét sân đó nghe mọi người. Ảnh đang rất là nóng ruột cho trận đấu này và đang nóng ruột cho thời tiết. Trần Khoa trồng lúa trồng khoai là sao? Tennis là nó có những người nông dân trồng lúa trồng khoai trên sân tennis. Ví dụ như một trận banh này là nó trị giá là 30 lúa 30 khoai chẳng hạn. Hiểu không Trần Khoa? Ví dụ như một trận banh nó trị giá là khoảng 30 tấn lúa, 30 tấn khoai vậy đó. Có những người nông dân luôn cần mẫn ở trên sân như vậy đó. Rất là đáng thương. Rất là chăm chỉ. Anh Trần Khoa, em hiểu rồi. Đúng không? Khi mình thi đấu là mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình và mình phải có trách nhiệm đối với những người nông dân nữa. Tội nghiệp những người nông dân lắm. Ok, các vận động viên đã quay trở lại sân đấu mọi người nha. Trời đã bớt gió rồi, ok, mọi thứ bây giờ ok rồi. Nam ok. À, rung gách có, tứ kết luôn hả? Đúng rồi.
Không, tứ kết đó. Trận chờ xíu, chờ lâm banh xíu anh Bình. À, trận đấu tiếp theo. Vậy là trận đấu lại được tiếp tục mọi người nha. Game tiếp theo Lý Hoàng Nam sẽ là người cầm vô bóng mọi người nha. Khán giả làm ồn quá ảnh hưởng tới sự tập trung của Lý Hoàng Nam. Lý Hoàng Nam đang tạm dừng chờ khán giả vào vị trí cái đã mọi người ạ. À, trong thời gian chờ đợi thì Lý Hoàng Nam đang ngắm nhìn người bạn thân thiết của mình ở trên banner, đó là anh Trịnh Linh Giang. Tiếp tục. Hay quá, bóng rất hay và phản công rất hay và giữ bóng mà sau đó tìm cơ hội lên hai lưới từ phía Triều Hoàng Hiếu và anh Trúc Anh nữa quý vị. Tỷ số bây giờ là 3-2 mọi người nha. Xin chào anh Trần Văn Thành, Mai Ca Nguyễn. Hay quá mọi người ạ, Lý Hoàng Nam một chấp hai đánh rất rác luôn và tỷ số được sang bằng 15 đều. Mặc dù là anh Bôn thành công, anh chụp bóng hung nhưng mà Lý Hoàng Nam anh vẫn lót được phía sau mọi người ạ. Chúng ta hãy chờ xem diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Dứt điểm rất tốt từ phía anh Bôn thành công, 30-15 cho Hoàng Nam và anh Bôn thành công. Game trả vào bóng không tốt từ phía Triều Hoàng Hiếu, 40-15. Một bóng lỗi mọi người nha. Quá hay cho Triều Hoàng Hiếu và anh Trúc Anh đúng quý vị. Một pha trả vào bóng quá hay của Trúc Anh. Pha đánh bắt bài rất hay và sau đó Triều Hoàng Hiếu tung ra một cú drop shot rất nhẹ nhàng. Lý Hoàng Nam không cách nào di chuyển sau pha cứu bóng rất dài vừa rồi. 40-30. Gió rất lớn mọi người ạ. Chết tôi. Dứt điểm rất nhẹ nhàng và gọn gàng của Lý Quang Nam để cân bằng tỷ số 3 đều mọi người nha. Trận đấu lai quay trở về và xuất phát thơm ngon tới giọt cuối cùng mọi người ạ. À, 3 đều. Và game tiếp theo Trúc Anh sẽ là người cầm dao bóng. Căng thẳng vô cùng. Đối đầu với Lý Quang Nam không hề là một điều đơn giản. Ngoài rồi mọi người, lai là một pha đôi còng lưới nữa rồi quý vị. 15-0 cho Trúc Anh và những tràng pháo tay đã dành cho Triều Quang Hiếu và Trúc Anh. Mọi người có thể thấy volley Khmer lợi hại như thế nào nha. Hay quá. Mặt vô lệ rất chính xác, anh bôn tay trái nên quả đó thì anh bắt rất là quyết đoán mọi người ạ. À, tỷ số được sang bằng 15 đều. Phản công rất tốt từ phía anh bôn thành công và Lý Hoàng Nam. Oh!
Trời ơi, một pha chụp bóng trúng canh bờ của Trúc Anh và Lý Hoàng Nam dứt điểm rất gọn gàng. Lý Hoàng Nam, Trúc Anh đã gào lên sau pha chụp bóng trúng canh bờ vừa rồi. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Khán giả đã lên lại gần 600 người rồi mọi người. Khán giả đã quay trở lại rồi. Backhand rất năng từ phía Lý Hoàng Nam và tỷ số bây giờ là 15-40 và 3 break point đã thuộc về cho anh Bôn Thành Công và Lý Hoàng Nam. Bóng không qua lưới rồi và tỷ số bây giờ là 40-30. 30-40 mọi người nha, vẫn còn hai break point nữa phải cứu. Và chắc chắn là Lý Hoàng Nam sẽ rất là muốn tận dụng để lấy cái break này để tạo tự tin cho anh Bôn ở game sau mọi người nha. Một bạc vô lệ rất hay từ phía Trúc Anh. Anh Bằng không bắt về Lý Hoàng Nam, anh nhấn thẳng vào vị trí của anh Bôn. Anh Bôn hơi giật mình trong pha bóng vừa rồi. Và tỷ số bây giờ là 40 đều bóng vàng. Vàng có giá hay không? Đối đầu với Lý Hoàng Nam thì việc giữ break rất là quan trọng mọi người nha. Lý Hoàng Nam có thể tận dụng bất kỳ cơ hội nào. Wow, hay đối với mình. Một cú return forehand winner từ phía Lý Hoàng Nam để bẻ break và nâng tỷ số lên 4-3 cho cặp đôi của mình. Và game tiếp theo thì anh Bôn Thành Công sẽ là người cầm giao bóng. Vậy là break ở game thứ 7 đã xuất hiện cho Lý Hoàng Nam và anh Bôn Thành Công. Team Trúc Anh chuẩn bị nhảy xong. Xong xong. Anh Bình vẫn đang tranh thủ hỗ trợ các em bé nhặt bóng để quét sân cho nó nhanh mọi người ạ. Tại vì một chỉ có hai cây chổi thôi. Chứ có cây chổi thì chắc khán giả cũng nhào vô quét luôn. Anh Sang anh ngồi nước lục rồi mọi người ạ. À. Ok. Ok mọi người nha. Này, khán giả comment rất là vui mọi người ạ. À. Để mọi người ào vô nhặt lá là ok. Game tiếp theo anh Bôn Thành Công sẽ là người cầm giao bóng. Vậy là như bình luận viên đã nói rồi, trận đấu này nó sẽ phụ thuộc vào hai game cầm giao bóng của anh Bôn và Trúc Anh. Và Trúc Anh đã bị mất break trước do cầm giao bóng trước. Bây giờ tới anh Bôn đây. Hay quá, và đội công rất hay và phần thắng nghiêng về cho anh Bôn và Lý Hoàng Nam đúng không quý vị? 15-0. Bắt vô lề rất chính xác từ phía Lý Hoàng Nam và tỷ số bây giờ là 30-0. Chỉ cần anh Bôn anh giữ được game này thì thế trận nó sẽ khác đi rất là nhiều mọi người nha. Lưới. Căng thẳng vô cùng luôn mọi người ạ. À. Như bình luận viên nói rồi, trình này chỉ cần mất một break thôi là thế trận nó sẽ rất là khác. Ow. Tỷ số là bao nhiêu rồi không biết. Khán giả đứng đông 30-15 mọi người nha.
khán giả đứng đông quá, che Bình Long Nguyên và cái anh bấm đi số luôn, không thấy trong tay luôn mọi người ạ. Trời ơi, sao Triệu Hoàng Hiếu đánh vô Lý Quang Nam không vậy ta? Anh Bôn giao bóng đâu có mạnh đâu ta. Kỳ vậy ta. 40-15. Không biết. Mình Long Nguyên nói nhầm ấy. Từ Lê Khánh Duy đang chọc ghẹo Mình Long Nguyên mọi người ạ. Lớp bóng quá dài rồi và... 5-3. Tỷ số bây giờ là... 3-5 mọi người nha. Game tiếp theo Triệu Hoàng Hiếu là người cầm giao bóng. 3-5. Rồi coi như thế trận ngang bài rồi mọi người ạ. Dù do có giữ được game này thì game sau Lý Hoàng Nam giao bóng thì cũng khó, vô cùng khó luôn. Rất nhẹ nhàng. Phan Lý Đăng Khoa. Kèo này hơi khó rồi. Mình Nguyên rất là khó hiểu khi cái game trả giao bóng của anh Triệu Hoàng Hiếu nó lại hơi mềm. Không biết có dấu hiệu tâm lý gì hay không ở đây. Khó hiểu quá. 30-0 mọi người nha. Khá là dễ dàng và tỷ số đã được nâng lên 40-0. Ba năm và 40-0. Đó là một cú quay rồi quý vị. Và giờ bóng ăn điểm trực tiếp từ phía Triệu Hoàng Hiếu. Và tỷ số đã được rút ngắn xuống 5-4 mọi người nha. Chúng ta cùng theo dõi những miếng tiếp theo của trận đấu này. Game tiếp theo thì Lý Hoàng Nam sẽ là người cầm giao bóng, khán giả lên gần 700 người. Trungcát sẽ đánh sau trận này. Trungcát vào tứ kết rồi mọi người ạ. Trận đấu đẹp nhất là trận đấu Trungcát và Lý Hoàng Nam sẽ gặp lại ở chung kết là đẹp nhất. Đúng không mọi người? Đúng không từ Lê Khánh Duy? Game tiếp theo Lý Hoàng Nam sẽ là người cầm dấu bóng mọi người nha. Game thứ 10 của trận đấu này. À, xin chào thầy Nguyễn Huy Anh Vũ nha. Không hay quét lá để chủ tịch diễn đàn quét lá về Bình Long Nguyên. Bây giờ lượng banh quét rồi. Giờ chỉ thiếu Bình Long Nguyên với từ Lê Khánh Duy ra quét tiếp thôi. Mà tại có hai cây chổi thôi. Bình Long Nguyên báo thua rồi về đi hả? À, đâu được, phải coi cho đàng hoàng chứ. Trời ơi, một pha đưa đồ rồi với Triệu Hoàng Hiếu rồi quý vị. Trời ơi, chết tôi. Rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. 30 nho. Thôi xong, bò kho rồi bà con ơi. Hết bình luận được rồi. Đợi trận khác thôi. Đợi.
bánh bánh. Không. Vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 6-4 mọi người nha. Ok, vậy là Bình Luận Viên xin phép đóng trận đấu này lại để chuẩn bị cho các trận đấu sau mọi người nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong ít phút nữa.